Ngày 11 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh, sinh năm 1999, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ, do nhớ lại mâu thuẫn từ trước, vào chiều ngày 4 tháng 7, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh là đối tượng cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ Binh 896 đã đánh em, người cùng cách ly. Nhận được tin báo, đồng chí H, cán bộ Công an phường 6, thành phố Cà Mau cùng cán bộ có liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự và y tế, đã mời Thanh để làm rõ. Trong lúc làm việc, bất ngờ Thanh xông vào đánh vào mặt và câu vật đồng chí H đè xuống nền nhà. Sau đó Thanh đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế và lập biên bản. Được biết, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh là đối tượng từng có một tiền án,